Thiện hiện nên biết nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, đó là không vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, không có vắng lặng, lìa nhiễm, niết bàn. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chỉ có pháp này được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, hay tất cả pháp đều được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa? Phật dạy: Này thiện hiện, tất cả các pháp cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Vì tất cả sắc thọ tưởng hành thức cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, vì sao nói tất cả sắc thọ tưởng hành thức cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa? Thiện hiện nên biết, như chân như sâu xa nên sắc sâu xa, như chân như sâu xa nên thọ tưởng hành thức cũng sâu xa. Thế nên tất cả sắc thọ tưởng hành thức được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này thiện hiện, như chân như của sắc sâu xa nên sắc cũng sâu xa, như chân như thọ tưởng hành thức sâu xa nên thọ tưởng hành thức cũng sâu xa. Thế nên tất cả sắc thọ tưởng hành thức cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này thiện hiện, nếu xứ không có sắc gọi là sắc sâu xa, nếu xứ không có thọ tưởng hành thức gọi là thọ tưởng hành thức sâu xa. Thế nên tất cả sắc thọ tưởng hành thức cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Khi ấy thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phương tiện sâu xa vi diệu, đem các ví dụ khác về các sắc để hiển thị niết bàn, đem các ví dụ khác về các thọ tưởng hành thức để hiển thị niết bàn. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nên đối với nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa này suy tư chắc chắn kỹ càng và nghĩ: Nay ta nên như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã dạy mà trụ, nay ta nên như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã dạy mà học. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát nào có thể đối với nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa này suy tư chắc chắn kỹ càng như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã dạy mà trụ, như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã dạy mà học. Đại Bồ Tát này do nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa này suy tư chắc chắn kỹ càng, tinh tấn tu học, cho đến chỉ một ngày phước đức đạt được cũng vô lượng vô biên. Như người tham dục lại nhiều tìm tòi, hẹn hò cùng cô gái đẹp khác, cô gái ấy bị trở ngại, không đến chỗ hẹn được, thì người này dục tâm bùng cháy tuôn chảy. Thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Dục tâm của người ấy hướng về chỗ nào? Bạch Thế Tôn, dục tâm của người ấy hướng về người nữ. Người ấy nghĩ, làm thế nào để cô gái đến đây gặp ta vui chơi khoái lạc? Thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Người ấy ngày đêm sanh niệm dục mấy lần? Bạch Thế Tôn, người ấy ngày đêm luôn nghĩ đến dục rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, suy tư chắc chắn kỹ càng, tinh tấn tu học cho đến một ngày, vượt khỏi kiếp số trôi lăn trong vòng sanh tử, cùng người tham dục trải qua một ngày đêm phát khởi nghĩ dục số lượng ngang nhau. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này tùy sự nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa suy tư chắc chắn kỹ càng, tinh tấn tu học, tùy theo đó có thể giải thoát được bao nhiêu tội lỗi làm chướng ngại đạo quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy, đại Bồ Tát nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa suy tư chắc chắn kỹ càng, tinh tấn tu học, chóng chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, nếu đại Bồ Tát nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa suy tư chắc chắn kỹ càng, tinh tấn tu học, trải qua một ngày đêm công đức đạt được, vượt hơn các Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa trải qua hằng hà sa số đại kiếp, công đức bố thí vô lượng vô biên. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa suy tư chắc chắn kỹ càng, tinh tấn tu học, trải qua một ngày đêm công đức đạt được, vượt hơn các Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa trải qua hằng hà sa số đại kiếp, đem các vật cúng dường, các bậc dự lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, Độc Giác, Bồ Tát, Như Lai, công đức bố thí vô lượng vô biên.
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã dạy mà trụ, trải qua một ngày đêm tinh tấn tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã, công đức đạt được vượt hơn các Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tinh tấn tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã, công đức đạt được vô lượng vô biên. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã dạy mà trụ, trải qua một ngày đêm đem pháp vi diệu bố thí cho các hữu tình, công đức đạt được vượt hơn các Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trải qua hằng hà sa số đại kiếp đem pháp vi diệu bố thí cho các hữu tình, công đức đạt được vô lượng vô biên. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã dạy mà trụ, trải qua một ngày đêm tu 37 pháp phần Bồ Đề và các căn lành khác, công đức đạt được hơn các Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trải qua hằng hà sa số đại kiếp tu 37 pháp phần Bồ Đề và các căn lành khác, công đức đạt được vô lượng vô biên. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã dạy mà trụ, trải qua một ngày đêm tu hành các thứ tài thí và pháp thí, ở chỗ vắng vẻ chánh niệm tư duy, trước đã tu các loại phước đức nghiệp cho các hữu tình một cách bình đẳng và cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, công đức đạt được vượt hơn các Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trải qua hằng hà sa số đại kiếp tu hành các thứ tài thí và pháp thí, ở chỗ vắng vẻ chánh niệm tư duy, trước đã tu hành các loại phước đức nghiệp cho các hữu tình một cách bình đẳng và cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, công đức đạt được vô lượng vô biên. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã dạy mà trụ, trải qua một ngày đêm duyên khắp công đức căn lành của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử ba đời, hòa hợp tương xứng hiện tiền tùy hỷ cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, công đức đạt được vượt hơn các Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trải qua hằng hà sa số đại kiếp duyên khắp công đức căn lành của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử ba đời, hòa hợp tương xứng hiện tiền tùy hỷ cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, công đức đạt được vô lượng vô biên. Hết quyển thứ 549.